Kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN, chúng tôi là Văn Hải thuộc SBTN Boston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Thanksgiving của năm 2013. Chúng tôi đã mời được một số nhân sĩ cũng như hội đoàn đến đây để chúng tôi cùng mạn đàm về ngày Thanksgiving. Chúng ta là những người Việt Nam thì đại cộng sản. Thứ nhất là chúng ta cảm ơn nước Mỹ đã cứu mang chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời chúng ta không thể nào quên được quê cha đất tổ, nơi mà chúng ta đã ông bà dòng họ chúng ta đã từ đó mà ra. Thành ra hôm nay chúng tôi xin mời một số quý vị ở đây đến để mạn đàm về ngày Thanksgiving. Xin quý anh sẽ lần lượt tự giới thiệu tên của mình, và nếu có đại diện đoàn thể nào thì giới thiệu cũng được, nếu không chúng ta đều là nhân sĩ ở tại Boston này. Xin mời anh Nghiêm. Xin kính chào quý bà, tôi là Lê Văn Nghiêm. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và quý thính giả của đài SBTN. Tôi là Lại Tư Mỹ. Kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài SBTN. Tôi là Lương Văn Phước. Kính chào quý vị, tôi là Hoàng Long Hải. Và tôi là Đỗ Anh Tuấn. Chúng tôi là Mũ Đỏ Vũ Hương Vi. Trân trọng kính chào quý khán giả của đài SBTN. Xin mời quý anh, bây giờ chúng ta bắt đầu để bắt đàm về vấn đề ngày Thanksgiving năm 2013, thì xin mời quý vị phát biểu. Thưa anh Tả, như thế này, hôm nay là anh thứ nhất là cảm ơn đài SBTN Boston đã có cái cơ hội để cho anh em chúng ta gặp mặt nhau ngày hôm nay, phải không thưa anh? Mà hôm nay chúng ta cũng là mừng cái lễ tạ ơn, thế thì cái lễ tạ ơn nó bắt nguồn của Hoa Kỳ phải không anh? Nhưng mà khi mà chúng ta mừng cái lễ tạ ơn như vậy ấy, thì thưa anh, chúng ta có những cái chợt nhớ lại là cái thân phận mà tị nạn cộng sản của chúng ta đó thưa anh. Chúng ta là những cái người mà tạ ơn đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang của chúng ta, rồi đã mở rộng vòng tay để đón nhận chúng ta khi mà chúng ta không thể sống được ở Việt Nam nữa dưới chế độ cộng sản. Thế thì bây giờ anh, theo như anh với lại giám đốc của đài SBTN của Boston đây đó anh, rồi anh cũng có một cái buổi hội luận với anh em chúng ta đó, thì anh nghĩ rằng chúng ta làm cái gì để mà tạ ơn cái quê cha đất tổ, mà cái nơi mà chôn nhau cắt rốn của chúng ta trong tương lai gần đây anh? Chúng tôi thấy rằng tất cả những cái một số cá nhân có lòng đất nước, cũng như là một số hội đoàn, đoàn thể, lực lượng chính trị trong 38 năm vừa qua đã thực hiện rất nhiều phương cách để mà làm sao giúp trong quê hương chúng ta có được dân chủ, tự do và có nhân quyền. Thì có rất nhiều biện pháp, cũng có rất nhiều đoàn thể đã làm và đã làm trong suốt 38 năm qua, nhưng mà sự thực hiện nhiều khi nó cũng không đưa đến một kết quả nào cụ thể. Và ngày nay chúng ta càng thấy đối với nhân quyền, thì chúng ta thấy là vì cộng đang ngồi trong cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì như vậy theo suy nghĩ của chúng ta, các anh ngồi đây á, thì chúng ta phải làm cái gì thì cho đất nước chúng ta hiện nay? Xin mời anh. Tôi cho xin được góp ý. Thứ nhất là khi nói tới chuyện ơn nghĩa cứu mang người tị nạn Việt Nam, thì ngoài Hoa Kỳ cũng còn những quốc gia khác như là Úc, Pháp, Anh, Canada Đại, và gần đây nhất là Phi Luật Tân. Thì năm nay chúng ta nói thì thờ ơn, thì nước Phi Luật Tân vừa trải qua một cái trận bão lớn gây ảnh hưởng tổn hại về nhân mạng và tài sản, thì chúng tôi cũng xin một chút xíu để kỹ về công ơn của đất nước dân tộc Phi Luật Tân đã cứu mang người Việt của chúng ta, là một điểm. Điểm thứ hai, nói về Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì do cái sự tổ chức của Liên Hợp Quốc, cái việc mà thắng cử của Việt Cộng vào cái Ủy ban Nhân quyền đó thật sự không phải là một sự thắng cử. Người ta chọn 4 quốc gia ở cái vùng đó và Ủy ban Nhân quyền, mà lúc đầu thì có 5 nước ghi tên, nhưng rồi chừng một cài chó thì cái nước German nó rút lui, thành ra 4 cái nước đó, kể cả Việt Nam và Trung Cộng vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là một cái sự tự nhiên mà vào, chứ cũng không phải là một sự thắng cử gì mà đáng nói. Và như vậy, nói như vậy là để nói rằng cái hoạt động của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc theo tổ chức như vậy sẽ không có hữu hiệu nữa. Chúng ta không nên trông mong gì nhiều ở cái ủy ban đó. Trái lại, chúng ta có thể dùng những cái tổ chức nhân quyền khác, giống như là Human Rights Watch, giống như là Phóng viên Không Biên Giới, giống như những tổ chức nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do truyền thông đã từng giúp đỡ các
kênh gọi cây bút tự do của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhắm vào những cái tổ chức đó để kêu gọi họ giúp đỡ chúng ta và đồng bào trong nước lên tiếng chống lại bọn quyền cộng sản. Có lẽ chúng ta cũng cần nhắc lại tại sao các quốc gia họ đã cứu mạng chúng ta từ 38 năm trước đến bây giờ. Có phải vì chúng ta đã phải rời bỏ quê trái đất tổ với tư cách là chúng ta không thể sống được với Việt Cộng và chúng ta phải đi tị nạn, thì chúng ta cũng cần nhắc lại, nhớ lại những anh em mà đã làm cho chúng ta được còn được sống sót để mà phải tị nạn ra đi. Những anh em đã nằm xuống cho cái nền tự do của đất nước. Và chúng ta cũng cần nhớ lại với tư cách tị nạn chúng ta, vì chúng ta qua đây vì chỉ vì trả chữ tị nạn. Mà chúng ta như một số người đã quên, thì hôm nay nhân nhớ lại những anh hùng đã bảo vệ cho chúng ta và cho chúng ta cái tư cách tị nạn đó, chúng ta cần duy trì tinh thần đó. Kính thưa quý vị, thì như anh Tuấn vừa mới nói là chúng ta cũng phải nhớ ơn tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho miền Nam 21 năm. Và chính vì có sự chiến đấu của 21 năm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người Việt Nam mới có một cái đủ một cái tư cách để tị nạn tại nước Mỹ và các nước trên thế giới, thì chúng ta cũng không thể nào quên được, mang ơn được những cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng nhận thấy một số cái thơ từ những anh em cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa gửi qua đây. Họ rất đau lòng về vấn đề mà có một số người Việt Nam sang đây để tị nạn chính trị, nhưng mà cuối cùng thì những ngày Tết ngày lễ thì lại lũ lượt kéo về Việt Nam. Thì làm cái việc này làm rất là đau lòng cho những người chiến sĩ đã chiến đấu, bây giờ họ là thương binh, họ đang sống một cách lê lết tại quê nhà. Họ nhìn về những người trước đây là những chỉ huy của họ hay là đồng đội của họ, bây giờ thấy họ mang mặc áo gấm về làm, thì cái này cái đầu đau xót họ vô cùng, tại vì cả gia đình, cái dòng tộc anh em của họ đang sống rất là đau khổ. Và chúng ta về với một tư cách như vậy thì xin quý vị nghĩ như thế nào trong những ngày Tết kỷ lễ tạ ơn như thế này? Theo tôi nghĩ thì một người có một cái văn hóa khác nhau. Những cái người mà họ vượt biên đi hồi trước rồi đương nhiên là người tị nạn chính trị, thì có lẽ cũng giống với những người sau này mà ở tù với cộng sản lâu rồi được qua định cư ở Mỹ. Đấy không phải là một cái sự kỳ thị, nhưng mà đó là một cái thực tế. Mà khi mình nói ơn nghĩa thì phải nói cụ thể ơn nghĩa là như thế. Ví dụ như mình nói mang ơn cha mẹ, mang ơn tổ quốc, mang ơn cha mẹ, thì đối với cha mẹ mình phải có cái hành động gì để biểu tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ chứ. Ví dụ như bây giờ mình về mà như anh Tài nói rằng mấy anh em ở bên đó họ có những gì như vậy, thì cái đó phải nói là rất đau lòng. Bởi vì tôi nhớ cái hồi tôi còn nhỏ là mẹ tôi còn nói câu này: khi mình chứng tỏ cái sự giàu sang của mình, khoe khoang cái sự giàu sang của mình trước những người nghèo khổ, đói khổ là bất nhân. Mình khoe khoang cái sự giàu có của mình trước những người đói khổ là bất nhân. Đó là mình nói những người đó với mình là chỉ là người thôi. Huống chi đây những cái người mà như anh Tài nói là ở bên Việt Nam với tôi, có họ là chiến lược với mình, cùng một chiến tuyến với mình, cùng sống chết, cùng chiến đấu với mình. Rồi bây giờ mình qua được đây, mình trở về, rồi mình lại chứng tỏ là mình giàu có hơn họ. Thì đó là điều bất nhân gì, có phải không? Mà bất nhân thì mình có nên làm không? Cái điều bất nhân là mình nên làm. Cái đó là tổ tiên mình dạy như vậy rồi. Thế nên tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện các vị nào mà muốn về để mà khoe khoang hay là để có cái ở gần về làng, thì cái đó xin nghỉ lại đi. Tôi nghe các anh nói về những cái người mà đi tị nạn cộng sản sang được đến vùng đất tự do này được trở về mà lại gọi là áo gấm về làng, tôi thấy cái điều đó nó mỉa mai quá. Trước khi đi thì các anh tìm đủ mọi cách để xin xỏ để được đi, chúng bây giờ sang được đến đây lại trở về để làm những cái điều đau lòng, tôi thấy nó nhục nhã vô cùng. Những cái người đó
không biết rằng họ nghĩ như thế nào mà khi sang đến đây họ từ bỏ cái quyền tị nạn của họ, họ trở về cái chỗ mà họ ra đi để mà họ làm những cái việc đó. Tôi nghĩ những cái người đó cần phải lên xét lại. Tôi thấy là như thế này là thưa quý anh nha, là tôi nghĩ là cái số đó mà nói là áo gấm về làng này có lẽ cũng không có đông lắm đâu. Thì một số anh em mình là họ về vì cái vấn đề mà gia đình thôi, phải không ạ? Tôi theo như tôi nghĩ vậy. Chứ còn những cái mà thí dụ như cái con số mà 8 tỷ, 9 tỷ, 10 tỷ mà Cộng sản nó đưa ra là đồng bào của Việt Kiều gửi về, tôi thấy là nó chỉ là nói quá lên thôi, để nó phóng đại lên thôi. Tại vì hồi xưa tôi nhớ rồi, khi mà tôi đang ở một cái tỉnh đây như thế này ấy, nhưng mà trên nghe cái đài của Giải phóng miền Nam nó nói là đã chiếm được cái tỉnh của tôi rồi, mà trong khi được nó không có một thằng nào ở đó hết trơn á. Thành ra đừng nghe những gì Cộng sản nói, cho nên mình cũng đừng có trách anh em. Tôi nghĩ vậy, anh em mình đến thí dụ như có về chẳng hạn thì cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Thí dụ như bố chết, mẹ chết hay là anh em đau ốm này kia, tôi nghĩ đó là những cái điều mà thực tế. Chứ cũng không đến nỗi nào anh em như thế này mà chẳng lẽ bây giờ mình có đồng bạc ra, đồng bạc vô rồi mình về mình khoe khoang thì cái đó thực sự không phải là con người phải không anh nhỉ? Không, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên trách những người mà bất đắc dĩ phải về. Về vì có cái công chuyện quang hôn tang tế thì cái người đó không đáng trách. Nhưng mà có những cái kẻ thiển cận đi về huynh hoang, cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày quốc nhục Việt Cộng, nó ăn mừng chiến thắng đủ thứ hết, mà mình là một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi mình về để mình nghe những cái lời rêu rao của tụi nó hay sao? Có phải là những cái người đó là người vô ý thức hay không? Là trách những kẻ đó chứ không phải trách những người về Việt Nam. Những người về Việt Nam vì quang hôn tang tế là không thể trách người ta được, nhưng mà trách những cái kẻ mà gọi là áo gấm về làng không biết nhục nhã. Nói về cái nhục nhã thì tôi xin thưa như thế này, cái ngày mà Cộng sản nó chiếm miền Nam rồi mà nó gọi mình đi trình diện để mà đi học tập á, trong khi đó mấy ông tướng từ từ bị quá những người từ từ mà mình đi trình diện đóng tiền để học tập cải tạo, tôi thấy cái đó là một cái điều mình bây giờ mình là không làm không được, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy cũng thấy xấu hổ chứ, phải uống gì bây giờ về mà bỏ mấy đô la trong cái passport để hối lộ cho cái thằng công an. Mình đã nhục một lần rồi, tại sao mình lại nhục thêm lần nữa? Cái nhục lần trước là mình không thể làm cách nào được, phải mình không thể làm, mình thấy người là cái quân đội của mình là tan rã rồi thì bắt buộc là mình phải đi trình diện, mình đi ở tù. Còn cái chuyện bây giờ cần gì mà mình phải bỏ 10